Thái tử Samsung bị bắt tại tòa, lĩnh 2,5 tù giam vì tội hối lộ. Ngày 18 tháng 1, Tòa án cấp cao Seoul, Hàn Quốc tuyên án ông Lee Jae-jong, 52 tuổi, phó chủ tịch tập đoàn Samsung, tội hối lộ bà Park và người bạn thân lâu năm Choi Soon-sil để giành được sự ủng hộ của chính phủ trong việc kế vị và đảm bảo quyền kiểm soát Samsung. Hãng thông tấn Yonhap cho biết ông Lee, có mặt tại phiên tòa sáng ngày 18 tháng 1, đã bị bắt giam ngay sau khi tòa tuyên án. Như vậy, chưa đầy 3 năm sau khi được trả tự do cùng với bản án treo, nay người thừa kế của tập đoàn Samsung lại phải quay vào tù. Reuters dẫn lời một quan chức trại giam cho biết nhiều khả năng ông Lee sẽ quay lại trung tâm giam giữ Seoul ở ngoại ô thủ đô Hàn Quốc. Sau khi đến nơi, ông sẽ được làm xét nghiệm COVID-19. Nếu kết quả âm tính, ông sẽ được chuyển đến phòng biệt giam để cách ly trong 3 tuần. Nếu dương tính, ông Lee sẽ đến trung tâm điều trị. Quan chức trại giam cho biết phòng giam của ông Lee là một căn phòng rộng 5m², có một nhà vệ sinh, một bồn rửa mặt và một tấm nệm trên sàn. Sau khi kết thúc 3 tuần cách ly, ông Lee sẽ được xét nghiệm thêm lần nữa. Tháng 2 năm 2017, các công tố viên cáo buộc ông Lee đã đưa hối lộ tổng cộng 29,8 tỷ won, 27,4 triệu đô la Mỹ và hứa sẽ đưa thêm sau đó. Trong phán quyết năm 2017, ban đầu tòa án tuyên ông Lee 5 năm tù vì đã cung cấp 7,2 tỷ won, 6,6 triệu đô la Mỹ cho việc huấn luyện cưỡi ngựa cho con gái bà Choi và khoản tài trợ 1,6 tỷ won, 1,5 triệu đô la Mỹ cho một quỹ thể thao do gia đình bà Choi điều hành. Cựu tổng thống Park cũng bị luận tội và cách chức vì tội danh tham nhũng và lạm quyền trong vụ án này. Ông Lee được trả tự do vào năm 2018 sau khi tòa phúc thẩm giảm thời hạn xuống còn 2 năm rưỡi tù treo. Tháng 8 năm 2020, tòa tối cao Hàn Quốc cho rằng tòa phúc thẩm đã đánh giá thấp số tiền hối lộ và yêu cầu xử lại vụ này. Phán quyết sáng ngày 18 tháng 1 đã làm tiêu tan hy vọng của những người ủng hộ ông Lee cũng như các lãnh đạo khác của Samsung theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap. Họ là những người đã yêu cầu tòa án khoan hồng với tập đoàn Samsung với lý do vai trò của ông Lee trong việc giúp khắc phục những khó khăn kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Ngược lại, các nhà hoạt động chống tham nhũng ở Hàn Quốc rất hoan nghênh phán quyết trên của tòa án Seoul. Các nhà hoạt động đã yêu cầu cơ quan tư pháp thể hiện sự cứng rắn trong việc giải quyết các mối quan hệ mờ ám giữa ngành công nghiệp và giới tinh hoa chính trị. Bản án được dự báo sẽ ảnh lớn lớn đối với quyền lực tại tập đoàn Samsung của ông Lee, đồng thời thay đổi cái nhìn của người dân Hàn Quốc đối với các tập đoàn đế chế kinh doanh hàng đầu của nước này. Theo tin từ CNBC, theo các chuyên gia, với bản án này, ông Lee, thường được gọi là thái tử Samsung, có thể bị gạt khỏi quá trình ra các quyết định kinh doanh lớn tại Samsung Electronics cũng như quá trình chuyển giao quyền lực từ người cha thân sinh Lee Kun-hee, người qua đời hồi tháng 10 năm 2020. Đây là những yếu tố tối quan trọng giúp ông duy trì quyền lực tại đế chế Samsung. Ông Lee từng bị kết án 5 năm tù vào năm 2017, nhưng sau đó được giảm nửa án. Tỷ phú này ngồi tù khoảng 1 năm rồi được hoãn thi hành án và tại ngoại vào năm 2018. Tuy nhiên, tháng 8 năm 2020, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã bác bỏ quyết định này và trả hồ sơ về cho Tòa án cấp cao Seoul, tòa án ra phán quyết ngày 18 tháng 1. Theo luật pháp Hàn Quốc, chỉ những bản án dưới 3 năm mới được phép hoãn thi hành. Với những bản án dài hơn, bị can buộc phải chấp hành, trừ phi được Tổng thống ân xá. Ông Lee dự kiến sẽ được trừ 1 năm đã thi hành án trước đó. Theo các chuyên gia về pháp luật, bản án của Tòa án cấp cao Seoul có thể được kháng nghị lên Tòa án tối cao. Nhưng vì Tòa án tối cao đã từng xử một lần nên cơ hội thay đổi bản án đối với ông Lee là rất thấp. Trước đó, các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị án tù 9 năm dành cho ông Lee trong vụ án hối lộ gây chấn động thổi bùng làn sóng chỉ trích của công chúng nhằm vào tập đoàn quyền lực nhất nước này. Ngoài ra, ông Lee cũng bị cáo buộc vi phạm luật thị trường vốn và lạm dụng chức vụ trong một vụ án khác có liên quan tới một vụ sáp nhập gây tranh cãi của Samsung vào năm 2015.